Rồi, đầu tuần Pizza Tây Minh xin chào tất cả các anh em nha. Rồi, hôm nay xin giới thiệu tất cả các anh em một mẫu lơ thương hiệu Movina nha. Thương hiệu đến từ Tây Ban Nha nha các bạn. Hàng chính hãng nha. Rồi, mình sẽ quay hộp cho anh em xem. Đây là một thương hiệu đến từ Tây Ban Nha nha. Có hai viên. Đây là dòng lơ cá nhân cho anh em chơi Pizza nhận tốt hơn nha. Ăn cà phê tốt hơn và chống tẹt đầu. Bụi sẽ ít hơn nha, đỡ dơ cái cơ hơn. Rồi đây, anh em có nhu cầu thực hiện Pizza xin lời hệ mình nha, Pizza Tây Minh nha. Lơ này tầm 200 mấy một viên thôi, anh em có gì báo cho mình, giá tốt cho tất cả các anh em làm Pizza. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người đầu tuần vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Rồi.